Dạ, con kính chào thầy, con kính chào toàn thể đạo tràng và con xin đọc phần Pali hôm nay. Mít sa ca sang ra hồ, toát yếu những hỗn hợp pháp đoạn một. Mít sa ca sang ra hề, cha hề tu, lô phô, đô sô mô hô, á lô phô, á đô sô, á mô hô. Trong phần đại cương của những phân luận tinh có sáu nhân: một tham, hai sân, ba si, bốn vô tham, năm vô sân và sáu vô si. Sattacca nangani vitakko vicharo piti somanassaṃ ekaggata domanassaṃ upekkha. Có bảy chi thiền là tầm, tứ, hỷ, lạc, định, ô và xả. Đoà đa sa mắt gan ga ni samma đích thi samma sankappo samma vacca samma kammanto samma chi vô samma va gia mô samma sati samma samadhi. Samma samadhi mít cha đích thí mít cha sang cấp bồ mít cha hoa gia mô mít cha sa ma thi. Có 12 chi đạo là: một chánh kiến, hai chánh tư duy, ba chánh ngữ, bốn chánh nghiệp, năm chánh mạng, sáu chánh tinh tấn, bảy chánh niệm, tám chánh định, chín tà kiến, 10 tà tư duy, 11 tà tinh tấn, 12 tà định. Con đã đọc xong đoạn 1. Cảm ơn Châu Nguyễn đã bớt bài. Cũng kính cảm ơn thầy, cảm ơn đạo tràng. Dạ, con xin mời dì kế tiếp đọc tiếp ạ. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, sư Phước Sang. Con kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Con xin kính chào thầy kinh. Con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin cảm ơn cô Metta, cô Hồng Nhung, sư Châu Nguyễn, sư Tina cho biết âm thanh rõ. Dạ, con xin phép được đọc bài tiếp ạ. Con xin phép được đọc đoạn 2. Ba quy sát tình ri giả ni chắc khun ri dặn số tình ri dặn à ninh ri dặn chi quyền cả dinh ri dặn ít thình ri dặn vô đi sinh ri dặn chi quy tình ri dặn ma ninh ri dặn su khin ri dặn đúc khin ri dặn số mana sinh ri dặn đồ mana sinh ri dặn úc bách khin ri dặn sát thình ri dặn quy ri rin ri dặn sàn tình ri dặn sam ma thình ri dặn bành nín ri dặn an nành nhà tát xà mì tình ri dặn an nhìn ri dặn anh nhà ta quyền đi dặn. Có 22 căn hay quyền, khả năng kiểm soát là một nhãn căn, hai nhĩ căn, ba tỷ căn, bốn thiệt căn, năm thân căn, sáu nữ căn, bảy nam căn, tám mạng căn, chín tâm căn,
10 căn, 11 khổ căn, 12 hỷ căn, 13 ưu căn, 14 xả căn, 15 tín căn, 16 tấn căn, 17 niệm căn, 18 định căn, 19 tuệ căn, 20 vị chi đương chi căn, 21 dĩ chi căn, 22 cụ chi căn. Nawa ba la ni satha ba lang viriya ba lang sati ba lang samathi ba lang banya ba lang hiri ba lang otta ba ba lang ari ahiri ba ka ba lang anutta ba ba lang. Có chín lực là một tín lực, 2 tấn lực, 3 niệm lực, 4 định lực, 5 tuệ lực, 6 tàm lực, 7 quý lực, 8 vô tàm lực, 9 vô quý lực. Dạ, con đã đọc bài xong, con xin phép mời vị kế tiếp ạ. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo. Dạ, con kính đảnh lễ quý sư, quý cô, tam tu nữ. Dạ, con kính chào thầy, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc bài. Dạ, cảm ơn Châu Nguyễn, Pháp Nguồn, Lộc Ca và Tina. Cho biết tín hiệu nghe rõ. Đoạn 3. Chắc tà rồ á thi pa ti chần đà thi pa ti vi ri già thi pa ti chít tà thi ba ti quy mằng xà thi ba ti. Có bốn yếu tố tăng thượng tâm là một dục, hai cần, ba tâm và bốn thẩm. Chất tà rô a hà ra cáp pa li cà rô a hà rô phát sổ đu ti dồ ma nồ sành chề ta nà ta ti dồ quỳnh nhà nàng chất chất tốt thằng. Có bốn loại vật thực là đoàn thực, hai xúc thực, ba tư niệm thực và bốn thức thực. In ri về su ba ne tha sô ta ba ti mắc ca nhà nhà nàng ảnh an nhà an ảnh nhà ta xà mì tìn ri rằng arahat ta pha la na nhà nàng ảnh nha tà quỳn ri rằng mắt trẻ cha nhà nà ni ảnh nhìn tà ni ti ba vô chàn ti chỉ huy tin ri dành cha rù bà rù ba hoa sề na đu huy thằng hù ti. Bây giờ trong những căn ý tưởng ta sẽ chứng ngộ cái chưa từng được chứng ngộ, có nghĩa là tu đào huồng đạo tuệ. Vị tri, đương tri căn tức dự lưu đạo trí, căn của vị đã hoàn toàn chứng ngộ, có nghĩa là A-la-hán quả tuệ, cụ tri căn tức A-la-hán quả trí. Trong các căn ở giữa, dĩ tri căn tức là sáu trí, mạng căn gồm cả hai sắc mạng căn và danh mạng căn. Dạ, con đã đọc bài xong ạ. Dạ, con kính tri ân thầy. Dạ, xin mời vị kế tiếp. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, quý sư, quý bà, quý cô tu nữ. Con kính chào thầy kinh và đạo tràng. Con xin phép được đọc bài. Đoạn 4. Ban cha win nhà nê su cha nan ga ni a wi ri ye su pa la ni a he tu ke su mắc mắc gan ga ni na la phan ti tat tha wi chi kit cha chi te e các ca ta mắc gin ri mắc gin ri ya pa la pha wang na gat cha ti tuệ hệ tu ca ti hệ tu ca cha cha nes về quá gia tha sam pha quần a thi pati e e cô quá lấp pati.
Các thiền chi không thể tìm được trong năm thức, các lực không thể tìm được trong các tâm không tinh tấn, các đạo chi không thể tìm được trong các vô nhân tâm, cũng vậy trong ghi tâm, nhất hành không thể trở thành đạo chi, căn hay lực, trong bốn tăng thượng, dục cần, tâm, thẩm, chỉ một tăng thượng được chứng một lần, tùy theo trường hợp chỉ ở trong các tâm thuộc nhị nhân hay tam nhân tâm. Cha hề tu bàn cha cha nan ga ma gan ga na wa wan tu tu so las in ri ya tham ma cha pa la tham ma na we ri ta cha ta ro thi pa ti vu ta ta tha na ra ti san ta tha ku sa la ti Samma kinno vunto mihisaka sangaho. Tóm lược trong thực tế có 6 nhân, 5 chi thiền, chỉnh chi đạo, 16 căn, 9 lực đã được trình bày. Cũng thế ấy có 4 yếu tố, ưu thế, 4 loại vật thực đã được đề cập đến. Như vậy, đại cương các phân loại linh tinh được trình bày trong 7 phương cách, bao gồm những trạng thái thiện và bất thiện. Dạ con đã đọc xong, con kính tri ân quý sư, quý bà, quý cô, tư nữ, thầy kinh và đạo tràng. Con kính mời vị kế tiếp. Dạ Nam Mô Bất Tha Gia, Nam Mô Tham Ma Gia, Nam Mô Sang Kha Gia. Dạ thưa con Châu Nguyễn, dạ con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, dạ con kính đảnh lễ sư Phước Sang, dạ con kính đảnh lễ cô tu nữ Như Pháp, dạ con kính chào thầy kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin phép được đọc bài. Dạ con cảm ơn cô Meta, cảm ơn cô Nhung, Sistina đã cho con biết tín hiệu ạ. Misaka Sangaho, tác yếu những hỗn hợp pháp. Đoạn 1. Misaka Sangahe cha he tu lo pho do so mo ho a lo pho a do so a mo ho. Trong phần đại cương của những phân loại linh tinh có 6 nhân: 1. Tham, 2. Sân, 3. Si, 4. Vô tham, 5. Vô sân và 6. Vô si. Sattaja nangani vitakko vicharo piti somanasan ekagata domanasan upekha. Có 7 chi thiền là 1 tầm, 2 tứ, 3 hỷ, 4 lạc, 5 định, 6 ưu và 7 xả. Đoà đã sám mắt gần gà ní sầm mà đích thí sầm mà sàn cấp bộ sầm mà hòa cha sầm mà cầm mạnh tô sầm mà tri vô sầm mà hòa già mô sầm mà sá tí sầm mà thí mít trà đích thí mít trà sàn cấp bộ mít trà hòa già mô mít trà sầm mà thí. Có 12 chỉ đạo là 1. Chánh kiến, 2. Chánh tư duy, 3. Chánh ngữ, 4. Chánh nghiệp, 5. Chánh mạng, 6. Chánh tinh bạch, 7. Chánh niệm, 8. Chánh định, 9. Tà kiến, 10. Tà tư duy, 11. Tà tinh tấn, 12. Tà định. Dạ thưa con đã đọc xong. Dạ con kính tri ân thầy, con kính tri ân đạo tràng. Dạ con xin phép được xuống mít, con kính nhân mít lại do đạo tràng ạ. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con xin đọc tiếp đoạn 2. Dạ cảm ơn Châu Nguyễn cho biết đã nghe được âm thanh tốt. Cảm ơn Tina. Dạ con xin đọc. Đoạn 2. Ba quy sát tình rí gia ni chắc khôn rí giang sâu tình rí giang ga nên rí dằng chi quyền rí dằng
Bắt đầu vài chiêu hên rí dặn. Ca yên rí dặn. Ít thiên rí dặn. Bú rí xin rí dặn. Trì quý tin rí dặn. Ma nền rí dặn. Su khiên rí dặn. Đúc khiên rí dặn. Sô má nát xin rí dặn. Đồ má nát xin rí dặn. Ú bách khiên rí dặn. Sát thiên rí dặn. Quý rí yên rí dặn. Sát tên rí dặn. Sa mà thiên rí dặn. Banh nhìn rí dặn. A nằn nhà tát xa mì tên rí dặn. Anh nhìn rí dặn. Anh nhà tà quên rí dặn. Có 22 căn hay quyền khả năng kiểm soát là 1. Nhãn căn, 2. Nhĩ căn, 3. Tỷ căn, 4. Thiệt căn, 5. Thân căn, 6. Nữ căn, 7. Nam căn, 8. Mạng căn, 9. Tâm căn, 10. Lạc căn, 11. Khổ căn, 12. Hỷ căn, 13. Ưu căn, 14. Xả căn, 15. Tính căn, 16. Tấn căn, 17. Niệm căn, 18. Định căn, 19. Tuệ căn, 20. Vị tri đương tri căn, 21. Dĩ tri căn, 22. Cụ tri căn. Na wa ba la ni sát tha ba lăng, quỷ ri ya ba lăng, sát ti ba lăng, sa ma thi ba lăng, bành nhà ba lăng, hỷ ri ba lăng, ốt tập ba ba lăng, a hỷ ri ca ba lăng, a nốt tập ba ba lăng. Có chính lực là 1. Tính lực, 2. Tấn lực, 3. Niệm lực, 4. Định lực, 5. Tuệ lực, 6. Tàm lực, 7. Quý lực, 8. Vô tàm lực, 9. Vô quý lực. Con đã đọc xong đoạn 2. Cảm ơn Châu Nguyễn bút bài. Dạ, con kính cảm ơn thầy, cảm ơn đạo tràng. Dạ, con xin mời dị đọc kế tiếp ạ. Dạ, con xin phép được đọc tiếp ạ. Cảm ơn con Nguyễn ta cho biết tín hiệu. Dạ, cảm ơn sư Châu Nguyễn. Con xin đọc tiếp đoạn 3. Cảm ơn cô Hồng Nhung ạ. Chattaro athipati chanda athipati viriya athipati citta athipati visanta athipati. Có 4 yếu tố tăng thượng tâm là 1. Dục, 2. Cần, 3. Tâm và 4. Thẩm. Chattaro ahara kapalikaro aharo paso rutiyo mano sanche tana tariyo tatiyo vinyanang chatuthang. Có 4 loại vật thực là 1. Đoàn thực, 2. Xúc thực, 3. Tư niệm thực và 4. Thất thực. In ri ye su ban ba ne tha so ta pa ti mak gan nya nang a nyen a nang nya ta pa mi ting di yang a ra ha ta pa lan nya nang an nya ta win di yang mak che cha nhà nà ni anh nhìn ri dặn ri già ni ti ba vút chàn ti chỉ quy tình ri dặn cha ru pa qua sê na đu quy thằng hồ ti. Bây giờ trong những căn
ý tưởng ta sẽ chứng ngộ cái chưa từng được chứng ngộ, có nghĩa là tu đà hườn đạo tuệ. Vị chi đương chi căn tức dự lưu đạo trí, căn của vị đã hoàn toàn chứng ngộ, có nghĩa là A-la-hán quả tuệ. Phụ chi căn tức A-la-hán quả trí, trong các căn ở giữa, dĩ chi căn tức là sáu trí. Mạng căn gồm cả hai sắc mạc căn và danh mạc căn. Dạ, con đã đọc bài xong, con xin phép được xuống mic mời vị kế tiếp ạ. Dạ, con kính chiên thầy, cảm ơn sức Nguyễn, cảm ơn cô Meta. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con xin phép được đọc tiếp ạ. Dạ, cảm ơn Châu Nguyễn, cảm ơn Tina, cảm ơn Pháp Mùa Lộc Căn. Dạ, đoạn 4. Bành cha huyền nhà nề su trà nằn gà ni a huy ri dề su ba là ni a hề tu kề su mắc gàn gà ni na la phàn tí ta thà huy chi kích trà chi tề ề các gà tà mắc gìn ri gia ba la phà hoàng na gách cha tí vi hề tu ca ti hề tu ca cha wa nề xuề wa gia thà sầm pha hoàng a ti pa ti ề cổ wa la pha ti. Các thiền chi không thể tìm được trong năm thức, các lực không thể tìm được trong các tâm không có tinh tấn, các đạo chi không thể tìm được trong các vô nhân tâm, cũng vậy trong nghi tâm nhất hành không thể trở thành đạo chi, căn hay lực. Trong bốn tăng thượng, dục cần tâm thẩm, chỉ một tăng thượng được chứng một lần tùy theo trường hợp, chỉ ở trong các tâm thuộc nhị nhân hay tam nhân tâm. Cha hề tu bành cha trà nằn gà mắc gần gà na hoa hoa thu tổ sổ la xìn ri gia thầm mà cha ba la thầm mà na huệ ri tà chất tà rồ thi bát ti vu tà ta thà hà ra ti sát ta thà cú sa là đi sa mà kình nô vút tô mít sa ca sằng ga hồ. Tóm lược, trong thực tế có 6 nhân, 5 chi thiền, 9 chi đạo, 16 căn, 9 lực đã được trình bày. Cùng thế ấy có 4 yếu tố ưu thế, 4 loại vật thực đã được đề cập đến. Như vậy, đại cương các phân loại linh tinh được trình bày trong 7 phương cách, bao gồm những trạng thái thiện và bất thiện. Dạ, con đã đọc xong ạ. Dạ, con kính tri ân thầy. Dạ, cảm ơn Châu Nguyễn đã post bài. Rồi, chắc hết rồi, đọc ha. Rồi, bây giờ chuẩn bị giờ mình vô tới phần đố vui ha. Đố vui có thưởng, ai nhanh tay được đoạt giải quán quân nha. Câu hỏi số 1. Một tên mù ở cõi địa ngục, sau khi hết hạn sanh về cõi người. Một tên mù cõi địa ngục sau khi hết hạn sanh về cõi người. Phải. Có người hỏi anh ta rằng, hai chấm. Có người hỏi anh ta rằng, ở cõi địa ngục anh thấy được những gì?
Rồi, sử dụng anh ấy nói hai chấm. Mù nên không thấy và cũng không nghe gì. Tôi bị mù nên không thấy và cũng không nghe gì. Rồi, phân tích coi ai lên phân tích cái bài này coi. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, cảm ơn cô Nhung cho biết. Dạ, cảm ơn Pháp Nguồn, cảm ơn Châu Nguyễn cho biết đã nghe được tín hiệu rõ. Dạ, con xin đọc lại câu hỏi số 1 và xin trả lời câu hỏi này. Một tên mù ở cõi địa ngục sau khi hết hạn sanh về cõi người, có người hỏi anh ta rằng ở cõi địa ngục anh thấy được những gì? Anh ấy nói, tôi bị mù nên không thấy và cũng không nghe gì. Dạ, xin phân tích là dạ thưa thầy, theo con thì cái câu này thì cái người mù ở cõi bốn cõi khổ đó thì có đủ sáu thọ, nhưng mà cái anh này thì nếu ở cái cõi địa ngục á thì ảnh không có mắt, ảnh khiếm khuyết phần mắt thì ảnh không thấy được. Nhưng mà hỏi là ở cõi địa ngục anh thấy được những gì, thì anh mù cho nên anh không thấy được. Tôi bị mù nên không thấy và cũng không nghe. Và cái ảnh chỉ khiếm khuyết cái mắt thôi thì ảnh có nghe được, đó là ở phần cõi địa ngục. Còn anh này ảnh sanh về cõi người rồi thì con nghĩ là ảnh trả lời như vậy là cái câu này không đúng thầy. Khi mà trở về sanh về cõi người rồi đó thì ảnh đâu còn nhớ gì ở cõi địa ngục nữa thầy. Thì con thấy câu này không đúng này. Nếu hỏi mà cái anh này anh đã sanh trở lên rồi, trở lên cõi người rồi, thì những gì ở địa ngục anh đã quên hết rồi thầy. Con trả lời vậy không biết có đúng không. Dạ, con xin thầy chỉ dạy. Ngoài gì khác? Chưa đúng. Quán không dịch được rồi đó nha. Ngoài tiếp. Pháp Nguồn Lào Cai lên, lên nói coi, Pháp Nguồn Lào Cai giơ tay lên. Dạ. Con cũng chưa nghĩ ra được cái câu hỏi này bởi vì nó làm sao sao. Một tên mù ở cõi địa ngục sau khi hết hạn sanh về cõi người, có người hỏi anh ta rằng ở cõi địa ngục anh thấy được những gì. Anh ấy nói tôi bị mù nên không thấy và cũng không nghe gì. Phân tích thì con thấy hai câu nói này nó không có nên nói như thế, bởi vì là cái anh mà hỏi cũng không thể nào biết được anh này ở địa ngục sanh về cõi người, mà cái anh ở địa ngục này thì cũng không biết được là kiếp trước mình như thế nào. Cho nên là nếu mà trả lời như vậy thì
thì đều cũng không có được đúng. Dạ con xin phép được trả lời như vậy. Con xin phép được xuống mic ạ. Bánh lục dịch theo luôn, hết trơn, học bài của anh hết rồi. Ai đây? Tina rồi, Tina lên coi. Tina, mời Tina nha. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ quý sư quý bà quý cô nữ, con kính chào thầy và đạo tràng. Con không có chắc lắm nhưng mà con biết là cái người mù thì một tên mù ở cõi địa ngục sau khi hết hạn sanh về cõi người, có người hỏi anh ta rằng ở cõi địa ngục anh thấy được những gì. Anh ấy nói tôi bị mù nên không thấy và cũng không nghe gì. Dạ, con người mù thì đã không có cái thần kinh nhãn rồi. Thì thành ra anh trả lời không thấy không nghe gì là đúng thưa thầy. Dạ con chỉ biết người mù là không có thần kinh nhãn thôi. Còn cái phần này thì con nghĩ anh ấy nói tôi bị mù nên không thấy, không nghe gì. Dạ vì không có thần kinh nhãn thì không thấy, không nghe gì. Dạ con chỉ nghĩ được có như vậy đó thì thầy, quá sai, xin thầy hướng dẫn thêm cho con ạ. Rồi đi theo pháp nguồn Lào Cai lên núi Tan Siban luôn. Lên núi luôn. Rồi cho Nguyễn đâu lên lên núi theo luôn hay sao? Cho Nguyễn nói lên núi theo luôn cho lũ bộ. Dạ thưa thầy. Biết là lụm trứng trước mà thầy còn kêu con lên để cho đi có đội nữa thầy. Để con đọc lại câu hỏi. Một tên mù ở cõi địa ngục sau khi hết hạn sanh về cõi người, có người hỏi anh ta rằng ở cõi địa ngục anh thấy được những gì. Anh ấy nói tôi bị mù nên không thấy và cũng không nghe gì. Phân tích. Vậy thưa thầy, con thấy cái câu hỏi này từ đầu nó đã kỳ rồi thầy. Tại vì một tên mù tức là ở ảnh đã sanh về cõi người thì hiện tại ở cái kiếp hiện tại này ảnh bị khiếm khuyết ở cái nhãn căn, cho nên là còn ở cõi địa ngục ảnh mù hay không mù đâu có biết cái đó. Là ở cõi địa ngục ảnh là bị sanh về cái cõi nào thầy? Ở cõi khổ có bốn cõi là súc sanh, địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, a la và địa ngục. Nhưng mà cái ảnh mù là ở hiện tại ảnh đang ở cõi người và ảnh bị khuyết cái thần kinh nhãn cho nên ảnh không có thấy. Còn tới vấn đề là ảnh cái người kia cũng như cô Meta nói là đâu có biết được ảnh kiếp trước là ảnh ở cái cõi nào, tại vì nó qua một cái kiếp sống mới rồi và cái những cái kiếp quá khứ của mình là chỉ có Đức Phật mới có thể biết được cái điều đó thôi, cho nên là đâu không có nghĩ câu trả lời là không nên nói như thế. Thôi con đi lụm trứng đà điểu với lại xích pháp nguồn Lào Cai. Con thấy anh Chánh Tâm với anh Giang Nhật Hạ chắc đứng ở bên ngoài nghe cảm thấy ấm ức, chạy vô trong đây cứu bộ tụi con. Dạ con kính nhờ thầy chỉ dạy và con kính dâng mic lại cho thầy ạ. Rồi pháp nguồn Lào Cai ngày này bán vé đắt
quá, lên núi rồi. Đắt quá, bán thêm được đồ đồ ăn đồ uống thì đem theo bán. Rồi mời cô Meta. Dạ Nam mô dạ Nam mô Tham Ma dạ Nam mô Sang Kha dạ dạ con xin đọc lại câu hỏi số 1. Một tên mù ở cõi địa ngục, sau khi hết nạn sanh về cõi người, có người hỏi anh ta rằng ở cõi địa ngục anh thấy được những gì? Anh ấy nói: tôi bị mù nên không thấy và cũng không nghe gì. Phân tích. Dạ con xin bổ sung thêm một cái ý như thế này thầy. Một người mà ở cõi địa ngục là cõi khổ đó, mà khi có được cái tâm thiện sanh lên thì cái người đó sẽ được lên cõi cõi người trở lại. Thì con bổ sung một cái ý như thế đó thôi. Anh này có lẽ là ảnh đã khởi được cái tâm thiện cho nên ảnh mới sanh trở về cõi người. Dạ con chỉ bổ sung như vậy thôi thầy. Dạ xin thầy chỉ dạy thêm ạ. Rồi cho cô Meta thêm vé nữa nha, mấy người bà coi thêm vé dắt thêm bà con đi chung cho vui đâu chánh tâm lên nói thử sao rồi. Rồi mời nha. Dạ, trước hết con xin kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con xin kính đảnh lễ các quý sư, quý cô tu nữ, kính chào thầy kinh và con kính chào cả lớp. Thật ra cái câu này á là hoàn toàn sai, cái câu này đưa cái câu hỏi này hoàn toàn sai. Nếu mà mình nghĩ kỹ lại, mình phân tích đó, thì thứ nhất á, cái người mà ở ở cõi địa ngục á là đây phải hưởng, đây không thể mù mà không nghe gì được. Tay háp tôi phải có đủ hết căn để chịu mọi cảnh khổ của họ, vì họ là những cái chúng sinh bị xuống địa ngục, thì những căn, những cái thần kinh, những có đó họ phải có hết để họ trả cái những cái khổ của họ đã làm, những cái nhân xấu, những cái quả họ phải hưởng, họ phải những cái quả bất thiện đó họ phải có hết, chứ họ không thể nào mà họ bị khuyến khuyết cái gì sáu này, như là những cái năm căn với cái ý, họ phải bị có hết, hoàn toàn có, để họ lãnh những cái cảnh khổ đó, họ phải lãnh những cái cảnh khổ đó, chứ không thể nào mà nói mà họ bị mắt mù hay là không thấy gì. Thì là thứ nhất là cái vế đầu là nói là cái đó là thầy đã thấy sai rồi đó. Còn có người hỏi anh ta rằng ở cõi địa ngục anh thấy được những gì, anh ấy nói tôi bị mù nên không thấy và cũng không nghe gì. Thì cái này lại càng hay nữa, tại vì khi mà những người mà ở ở ở cõi cảnh khổ đó, mà khi mà được lên làm người á, chưa chắc họ họ biết, họ thấy những cái quá khứ của họ, trừ là những người mà tu tập, những vị thánh, hay là những gì mà những người mà tu thiền, hay khi mà họ tục sinh lại thì họ những cái họ tu thiền, họ là người tam nhân thì họ đắc được thiền, họ họ có thấy những cái quá khứ của họ. Còn cái người này á, họ họ không thể mà nói là thấy là cái sai rồi, với cái đó là họ, cái câu này là nói sai. Vì cái người này nếu mà đã là ở địa ngục lên mà là những người vậy mà biết nói là tôi đã bị mù không thấy và cũng không nghe gì, đây là cũng tào lao nữa. Bởi vì cái câu này cũng là phân tích là cũng là sai, nên kết luận lại là không nên nói như thế. Và con xin hết thưa thầy. Xà đúng hay nhớ bài hay ha, quái địa ngục đâu có bị mù vậy. Quái địa ngục là phải đủ các căn hết để mà chịu quả khổ vậy. Bị mù lên mà mù giống mù. Cái chính yếu của câu hỏi là chỗ đó, quý vị có nhớ bài ha. Xà đúng ha. Rồi thì trong quyển muốn lên giơ tay lên nói gì đó mày. Dạ thưa thầy, thì ý của con thầy là cái tên mù như thầy nói, tức là ở
ở cái tức là sau khi tái sanh là hiện tại đang đang bị mù chứ không phải là ngay cõi khổ, ngay ở dưới cõi địa ngục bị mù á thầy. Chứ ở cõi địa ngục thì dĩ nhiên là phải 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 đủ sáu căn như Huynh Chánh Tâm nói, cho nên cái câu này từ đầu là con thấy nó kỳ rồi, nhưng mà phân tích với sao thì con xin thua, tại vì cái đó Huynh Chánh Tâm đã nói rất là rõ ràng và xa thú. Còn cái hiện tại ý con nói là ngay ảnh đang bị mù ở ngay cái kiếp hiện tại này, còn cái kiếp trước của ảnh ở cõi địa ngục hay cõi, nếu như mà ảnh ở cõi địa ngục thì ảnh dĩ nhiên phải đủ 6 căn rồi. Dạ con chỉ bổ sung vậy thôi, ý con nói là ở ngay kiếp hiện tại sẽ, tức là khi sanh về cõi người rồi thì ảnh bị mù, chứ không phải ở dưới cõi địa ngục ảnh bị mù ạ. Dạ con kính dâng mít cho thầy. Pháp Nguồn Lào Cai cho Nguyễn thêm vé nữa nha. Hôm nay tao đâu có nói gì cõi người bị mù đâu. Lứng chết tụi bảy tụi bả. Em nói cõi thì ngủ. Đừng lắc cho thêm vé nữa nha. Pháp Nguồn. Rồi, câu số 2. Câu số 2. Cãi nữa. Hai vị trời vô tưởng nằm cạnh nhau. Hai vị trời vô tưởng nằm cạnh nhau. Phải. Ông A nói. Ông A nói. Tôi vì chán cái tâm quá nên nằm đây, còn anh thì sao? Tôi vì chán cái tâm quá nên nằm đây, còn anh thì sao? Ông B nói. Tôi cũng vậy, chán quá. Tôi cũng vậy, chán quá. Rồi, phân tích cái gom lại cho câu hỏi cho nó mới thành câu thôi. Gom lại cái câu này. Rồi, đó là nguyên câu ha. Rồi, mời Pháp Nguồn Lào Cai nha. Dạ, thưa Thầy, con xin phép được đọc lại câu hỏi ạ. Hai vị trời vô tưởng nằm cạnh nhau. Ông A nói, tôi thì chán cái tâm quá nên nằm đây, còn anh thì sao? Ông B nói, tôi cũng vậy, chán quá, phân tích. Dạ, thưa Thầy, cái câu này thì nó cũng không có đúng, bởi vì là hai vị trời vô tưởng nằm cạnh nhau thì nói hai vị trời vô tưởng thì là những cái vị này là cõi vô tưởng thì nó không có tâm, cho nên là ông A nói với ông B này này cái kia thì con thấy không có đúng ạ. Với lại ông A nói vì tôi chán cái tâm quá nên nằm ở đây, còn anh thì sao, thì con thấy không có đúng, bởi vì là cõi vô tưởng tức là không có tâm rồi, cho nên không có cái suy nghĩ gì cả. Dạ con xin phép được trả lời như vậy, con xin phép được xuống mấy có gì sai mong thầy chỉnh sửa cho con. Đúng không cái vậy? Đúng không? Đúng không? Xà thử 10 điểm rồi. Nãy Chánh Tâm 10 điểm rồi, giờ Pháp Nguồn Lào Cai 10 điểm rồi. Xà thử không? Búp bê. Rồi, câu số 2 không? Câu số 3. Một con đại bàng bay lượn trên cung trời đảo lại. Một
con đại bàng bay lượn trên cung trời đảo lại. Rồi gấp lấy hạt ngọc của vua đế, vua trời Đế Thích. Rồi gấp lấy hạt ngọc của vua trời Đế Thích. Vua nổi giận tống giam con đại bàng. Vua nổi giận tống giam con đại bàng. Và đâu phải bất kể. Rồi mời quý vị nha. Dạ thưa thầy, con xin được thầy trả lời thêm câu này. Một con đại bàng bay lượn trên cung trời Đao Lợi rồi gắp lấy hạt ngọc của vua trời Đế Thích. Vua nổi giận tống giam con đại bàng. Dạ thưa thầy, cái con đại bàng thì là nó là chúng sanh ở cõi khổ. Nó không thể nào nó có mặt ở trên cung trời Đao Lợi được, cho nên là câu hỏi này con thấy nó không có đúng. Nó là chỉ có là ở những cái cõi khổ chứ không có mặt trên cung trời Đao Lợi được ạ. Cho nên câu hỏi này nó sai, con xin phép được trả lời như vậy. Có gì sai mong thầy chỉnh sửa cho con. Đúng không vậy? Rồi sao thứ con trời đâu có thú à? Con trời có thú có mấy trời không biết không ai không về không sẽ xạo được chứ thú thiệt đâu có là ha. Rồi sao thứ dạo này không người nào cai cũng khá khá ha, chuẩn bị chuẩn bị sắm xe hơi là chở bạn bè lên núi Tan Xi Măng để mà khỏi gần đi bộ. Câu số 4, câu chuyện vui này, câu chuyện vui nha, câu chuyện vui ta phải ta là nó có thiệt quá nhưng mà mình phân tích ha. Con chuột dí rượt con mèo phải. Chú mèo sợ quá chạy tút vào hang. Con chuột nói với con mèo. Hai chấm. Con chuột nói với con mèo. Mày tưởng mày ngon à? Tao mới là số 1. Mày tưởng mày ngon à? Tao mới là số 1. Rồi phân tích tâm, cái này phân tích đàng hoàng nha. Rồi mời quý vị nha.
Dạ thưa thầy, im quá, con xin được chửi phân tích xem ạ. Con chuột dí dượt con mèo, chú chuột sợ quá chạy tuốt vào hang. Con chuột nói với con mèo, mày tưởng mày ngon à, tao mới là số 1, phân tích tâm. Dạ mọi người có nghe thấy âm thanh của con không ạ? Alo, dạ vâng, cảm ơn. Sư Châu Nguyễn, Nhân Phạm, của Meta. Con chuột dí dượt con mèo, chú mèo sợ quá chạy tuốt vào hang. Chú mèo sợ quá chạy tuốt vào hoa hang, gọi là tâm 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 sân hợp phẫn nộ. Tâm sân hợp phẫn chạy vào hang. Con chuột nói với con mèo, mày tưởng mày ngon à, tao mới là số 1. Thì cái câu này là cái con chuột nó là tâm tham thọ hỷ hợp tà. Cái này nó có phần ngã mạn. Tâm tham cái thọ hỷ nó có gì, nó có ngã mạn ở đây, nhưng mà thì con mà không nhớ cái chữ ngã mạn này đọc như thế nào cho nó hợp lý. Con chuột dí dượt con mèo, chú mèo sợ quá chạy tuốt vào hang. Thì cái đoạn chú mèo sợ quá chạy tuốt vào hang này thì là tâm sân thọ ưu hợp phấn. Con chuột nói với con mèo, mày tưởng mày ngon à, tao mới là số 1, là tâm tham thọ hỷ. Tâm tham thọ hỷ nó hợp với ngã mạn ấy, thưa thầy. Con phân tích như vậy, con xin mời một vị khác, chắc chắn là cũng chưa được chuẩn lắm. Con xin phép mời mọi người nhé, đừng để rung trống. Rồi, chào thưa không? Mời cô Meta lên phân tích thêm cho Meta. Rồi, mời cô lấy điểm ngon lành nghe. Dạ, con xin đọc lại câu hỏi số 4. Con chuột dí rượt con mèo, chú mèo sợ quá chạy tuốt vào hang. Con chuột nói với con mèo, mày tưởng mày ngon à, tao mới là số 1. Thì theo thực tế thì con thấy là con chuột không có bao giờ mà dám rượt con mèo hết thầy. Con mèo rượt con chuột thì có, chứ còn thực tế là con chuột á, mỗi khi mà thấy con mèo, hồi còn ở bên Việt Nam á, nhà con nuôi mèo đó, con thấy á, là mỗi khi mà con chuột nó thấy con mèo là nó sợ, nó chạy mất tiêu rồi. Chứ con mèo không bao giờ mà sợ con chuột hết thầy. Thì câu hỏi này thì con thấy về thực tế thì nó không đúng thầy. Con chuột làm sao mà dám rượt con mèo được. Con thấy mà hồi đó nhà con á, con chuột mà nó thấy con mèo rồi á, mà con chuột đó là con chuột cống luôn vậy, mà nó thấy con mèo rồi là nó ré lên, nó chạy mất tiêu. Chứ không bao giờ mà con chuột mà dám lại gần con mèo hay là rượt hết trơn. Thì con thấy câu này không có đúng đâu thầy. Thực tế thì không có đúng. Thì không biết con nói như vậy có cái ý kiến này có đúng hay không, thầy cho con biết đi. Rồi con mới phân tích tiếp, còn nếu mà con sai thì thôi. Dạ xin thầy cho con biết, xin thầy chỉ dạy đi. Cái này nó đã nói là chuyện vui ha. Chuyện vui thì mình không tính nó thiệt hay không thiệt, nó là chuyện vui trước mà, nó câu chuyện vui à, nhưng mà thực tế cũng có con biết có chuột có rượt mèo nha quý vị,
mấy con chuột bự, chuột cống bự nó được mèo chạm nó dịch luôn á. Tại cái gì không biết, có nó được mèo thấy mồ luôn á. Nhưng mà cái này là câu chuyện vui á, mình phân tích tâm về tâm á. Phân tích sao cho nó rõ ràng từng câu nó thuộc về loại tâm nào ha. Rồi mời người ta lên phân tích lại nha. Phân tích cho đúng vô cái trạng thái tâm pháp ha. Rồi xin mời con. Dạ, con xin đọc lại. Con chuột giết con mèo, chú mèo sợ quá chạy tuốt vào hang. Con chuột nói với con mèo: mày tưởng mày ngon à, tao mới là số một. Dạ, con chuột giết được con mèo. Đây là dí rượt con mèo. Dạ thì đây là tâm dạ, đây là cái tâm và tâm tham. Tâm tham tâm tham hợp tà thầy. Con chuột với rượt con mèo. Tâm tham hợp tà. Rồi chú mèo sợ quá chạy tuốt vào hang. Thì chú mèo sợ quá chạy tuốt vào hang. Đây là cái tâm sân ở u. Rồi con chuột nói với con mèo: mày tưởng mày ngon, mày ngon à, tao mới là số một. Thì con chuột nói với con mèo cái câu này là con mèo có cái tâm ngã mạn, tức là cái tâm tham mà ly tà. Thì nó có cái tâm ngã mạn, nó nói nó là số một. Dạ con xin phân tích như vậy, không biết đúng không, xin thầy chỉ dạy ạ. À, sao thứ sao đó là mời cho Nguyễn ra. Nguyễn lên phân tích ra. Dạ thưa thầy, cái này phân tích theo lộ tâm hả thầy? Con xin phân tích thử nha thầy. Dạ câu số 4. Con chuột dí rượt con mèo, chú mèo sợ quá chạy tuốt vào hang. Con chuột nói với con mèo: mày tưởng mày ngon à, tao mới là số một. Phân tích tâm. Dạ thưa, con chuột dí rượt con mèo, cái này là thân biểu tri. Chú mèo sợ quá chạy tuốt vào hang. Dạ thưa thầy, cái này nếu xét theo lộ trình tâm, đây là lộ trình tâm cảnh rất lớn, có động lực sân, bảy cái động lực sân, rồi có theo con nghĩ cái này là có na cảnh, tại vì chạy vô trong đó rồi là vẫn còn hoảng sợ. Rồi con chuột nói với con mèo: mày tưởng mày ngon à, tao mới là số một. Thì cái này là tâm này sao ta? Con mèo khúc trên đó là lộ trình tâm cảnh rất lớn, có động lực sân. Còn con chuột nói với con mèo, dạ thưa thầy, cái này là tâm tham thọ ưu. Sao ta khúc này tự nhiên con bị đứng. Con chuột nói với con mèo,
chắc con chỉ nói được tới đây thôi thầy ơi. Đó là cái vế thứ nhất là con chuột chí rồi con mèo là thân biểu tri. Chú mèo sợ quá chạy túi vào hang, thì cái này là lộ trình tâm cảnh rất lớn, có 7 cái động lực sân và có là cảnh. Còn con chuột nói với con mèo, cái này là tâm tham thọ ưu. Dạ thưa, con có sai, con nhờ thầy sửa. Thôi con xin đi làm trứng trước ạ. Dạ con kính nhân mít cho thầy. cái này không có lẩm trứng nữa mà phạt quỳ nhang luôn nha. Lẩm trứng vậy, tâm tham mà có tâm tham thọ ưu là sao quá vậy, có tâm tham là thọ ưu luôn nè. Bỏ lại rồi quên lộn nghĩa là chết người. Nào, cô Pháp Nguồn Lào Cai có muốn là nói lại cho nó rõ ràng mấy điểm đọc giả quán quân hơn. Rồi mời phân tích kỹ lưỡng từng câu nha. Dạ thưa thầy, con xin được phân tích thêm một chút. Con chuột dí dượt con mèo, chú mèo sợ quá chạy tuốt vào hang, thì cái chú mèo sợ quá chạy bước vào hang này là tâm sân thọ ưu, hợp phóng dật, chỗ này là hợp phóng dật. Và vì là sợ quá chạy thoát vào hang thôi, là chỗ là tâm sân thọ ưu hợp phóng dật. Còn con chuột nói với con mèo là tâm mày tưởng mày ngon à, tao mới là số một. Thì khi mà thấy con mèo chạy rồi thì nghĩ ta đây là thắng, cho nên là tâm tham thọ hỷ, tâm tham thọ hỷ và có ngã mạn ở trong này ạ. Đã con xin được phân tích như vậy, có gì sai mong thầy chỉnh sửa cho con. Tưởng là bổ sung gì còn tại ngày trước nữa. Tâm sân thọ ưu hợp phóng vật. Tâm sân thọ ưu hợp phóng vật đâu ra cái vậy. Nói nó được lắc nhưng mà chết rồi. Đâu cô Meta muốn lấy lại điểm không, phân tích lại chút xíu nữa cho con lành. Thứ nhất là con chuột dí được con mèo tâm gì, con mèo sợ quá chạy bước ngang tâm gì, con chuột nói với con mèo mày tưởng mày ngon à, tao mới là số một ha. Ba câu vậy thôi phân tích dễ quá. Rồi mời. Dạ con xin phân tích lại thầy. Con chuột dí rượt con mèo thì con thấy đây là tâm tham thọ hỷ hợp tà. Vô trợ, tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ. Và con chuột dí rượt con mèo, chú mèo sợ quá chạy tuốt vào hang, thì con mèo sợ quá chạy tuốt vào hang, đây là tâm sân thọ ưu. Rồi con chuột nói với con mèo, mày tưởng mày ngon à, tao mới là số một, thì đây cũng là tâm tham thọ hỷ nhưng mà ly tà, bởi vì nó có tâm ngã mạn cho nên ly tà. Và con chỉ phân tích như vậy, không biết có được đúng hay không hay là có chỗ nào sai nữa thì xin ngã thầy chỉ dạy. Dạ theo thầy. Cái chuột mà nó dí nó được con mèo đó, thì tâm gì? Con chuột diễn pháp rồi là cái lên hả? Rồi lên nó lại đi. Ráng lấy lại 10 điểm coi. Dạ thưa thầy, con xin được phân tích lại từ đầu á. Con chuột dí dượt con mèo, đây là tâm sân hợp phẫn. Tâm sân hợp phẫn nộ. Dạ. Còn chú mèo sợ quá chạy tuốt vào hang cũng là tâm sân thọ ưu. Tâm
tâm sân thọ ưu hợp vẫn. À, con chuột nói với con mèo, mày tưởng mày ngon, à, tao mới là số 1. Thì là câu này là tâm tham thọ hỷ. Tâm tham thọ hỷ ly tà. Ly tà vô trợ. Đã, con xin được trả lời như vậy. Con xin được xuống mắt ạ. Rồi, xa thấu, xa thấu. Rồi, cho cô Mít Ta 7 điểm, trúng được 2%. Không ngờ là gai nói lại trúng là 10 điểm, xa thấu, xa thấu. Chuột rượt mèo sao tâm tham được cô Mít Ta, nó đang sân lắm được. Mèo chạy cũng tâm sân luôn. Chuột nó phát sanh, nó khoái chí, tâm tham, hợp ngã mạng là đúng ha. Rồi, xa thấu. Rồi câu chót nha, câu chót mình tổng kết ngay được nha. Câu số 5. Cô ái và anh kiến. Cô ái và anh kiến. Gặp nhau liền kết dính không rời. Gặp nhau liền kết dính không rời. Rồi từ đó cả hai tạo khá nhiều nghiệp. Rồi từ cả hai tạo khá nhiều nghiệp. Và cho ra 7 chú lùn xấu xí. Và cho ra 7 chú lùn xấu xí. Rồi, rồi phân tích được hết cái ý nghĩa câu này được là hay xa thứ. Rồi xin mời nha. Con xin kính chào thầy Kinh. Thứ nhất con xin gợi ý để cho mỗi người có thể lên phân tích cho nó dễ. Thì vì thứ nhất là giữa cô ái và anh kiến gặp nhau á,
thì liên kết với nhau không lời, cái đó là hai người đó là một, có một cái sự tham tà kiến với nhau, nhưng mà cái tạo nhiều khá nghiệp, các tạo cái khá nhiều nghiệp, nó có thể là nhiều cái nghiệp, có thể là nói là nghiệp từ quá khứ, nghiệp từ như là nghiệp hiện tại hay nghiệp tương lai, hay là những cái quá khứ, những cái quả đó. Nhưng còn những cái mà bảy chú lùn đó, đó thì có thể là có thể cộng nghiệp, nhưng mà cũng không thể nào mà mình chết câu nói vắn tắt như vậy thôi, để cho mọi người có hiểu một số ý để phân tích như vậy. Dạ, con xin chứng minh, con xin hết. À, có nghĩa hay nói cái này là phân tích về nhân quả hay là phân tích về về tâm hay là về gì huynh chứng tâm. Cô ái và anh kiến gặp nhau liền kết dính không rời, rồi từ đó hai tạo, cả hai tạo khá nhiều nghiệp và cho ra bảy chú lùn xấu xí. Phân tích cái này phân tích về nhân quả hay là phân tích về gì con cũng không hiểu về phân tích về gì nữa, nhưng con xin thử phân tích ạ. Dạ. Cô ái và anh kiến là hai cái này là về phần chế định rồi, còn gặp nhau liền kết dính không rời, gặp nhau liền kết dính không rời, cái này là do là nghiệp, nghiệp nhiều đời nhiều kiếp rồi, cho nên là khi mà gặp nhau thì sẽ có bị tham ái đó. Bị tâm tham ái đó. Thì rồi từ đó cả hai tạo khá nhiều nghiệp thiện, kiểu vô minh duyên hành đó. Trong 12 nhân duyên vô minh duyên hành cho ra bảy chú lùn xấu xí. Thì bảy chú lùn này là cái quả kết quả tình yêu của cô ái và anh kiến, nhưng mà cho ra bảy chú lùn xấu xí thì cái này thì cũng là do là cũng không phải, không nhất thiết là do anh ái cô ái và anh kiến này tạo khá nhiều nghiệp bất thiện hay là thiện gì mà cho ra bảy chú lùn xấu xí này. Bảy chú lùn là theo kết quả của bảy chú lùn này, chứ không phải là do hai vợ chồng, mà do hai vợ chồng này cũng chỉ là cộng nghiệp với nhau thôi, chứ mỗi người thì vẫn có biệt nghiệp riêng. Con chia sẻ thêm một chút như vậy cho đỡ trống rung thôi, còn chắc là chưa được chuẩn lắm. Con xin mời một vị khác ạ. Tùm lum là làm nào, cho Nguyễn ra lên là làm rớt rẽ rồi phải cái cho Nguyễn cho mấy ta. Rồi mời. Dạ thưa thầy, từ nãy giờ con ăn trứng no luôn rồi đó thầy. Bây giờ thôi con lụm trứng tiếp. Dạ Châu cũng không hiểu luôn sít ơi, nhưng mà thôi con nói theo cái suy nghĩ của con đi. Ái câu 5, cô ái và anh kiến gặp nhau liền kết dính không rời, rồi từ đó cả hai tạo ra khá nhiều nghiệp cho ra bảy chú lùn xấu xí. Phân tích thì con nghĩ là cái này ái với kiến, ý của thầy ở đây đó là tham ái và tà kiến. Thì cái đó là ái duyên cho thủ, tức là tà kiến thủ, tạo ra khá nhiều nghiệp thì cho ra bảy chú lùn xấu xí. Thì con nghĩ bảy cái này là bảy cái quả bất thiện, bảy cái quả bất thiện. Thì cái đó còn theo theo cái
chứ không phải là thực tế tên gì hết. Thì con nghĩ cái này thầy nói cái này giống như là trong 12 duyên á, thì ái duyên cho thủ, thì cái này là tà kiến thủ, thì nó cho ra nghiệp. Dĩ nhiên hai cái đó ấy ra thì sẽ cho ra bảy cái, thì sẽ cho ra khá nhiều nghiệp, bảy chú lùng xấu xí. Con nghĩ đây là bảy cái quả bất thiện đó thầy. Con không biết đúng không vậy thầy, thôi để con về con làm chứng tiếp à. Dạ con kính dâng bích lại cho thầy ạ. Rồi, xa thứ, xa thứ, giỏi quá, đúng rồi đó. Con ái dạng kiến là gặp nhau liền kết dính nhau, tức là tâm tham tà kiến đó, tham kết tà kiến đó, đúng không? Cho Nguyễn nói đúng rồi, ai đó đồng sanh ha, hiện hữu này kia kết dính nhau, tham tà kiến, là tạo ra nhiều nghiệp, đây là nhiều nghiệp mà cho ra bảy chú lùn thì là nhiều ác nghiệp ha. Bảy chú lùn là bảy quả, bảy tâm quả bất thiện xấu xí. Cho là bảy chú lùn là bảy tâm quả bất thiện vô nhân, đúng không quý vị? Quả bất thiện xấu xí ha. Rồi, xa thứ quá, cho Nguyễn giỏi quá, câu này trả lời đúng, cho 20 điểm luôn. Xa thứ luôn. 20 điểm. Rồi, tổng kết là nãy giờ ai nhiều điểm rồi? Cô Meta chắc là ít điểm hả? Pháp Nguồn là cái nhiêu điểm? Chính Tâm 10 điểm, Pháp Nguồn 30. Châu Nguyễn như nữa mà. Châu Nguyễn mới được cái câu này là 20 điểm, đó là bao nhiêu điểm tất cả? Là 20, trúng con câu này thôi hả? Mấy câu kia không trúng hả? Không, hình như được con lãng hả? Hình như nhớ có trúng con câu nữa mà. Gì vậy? Ồ, giờ được 20 hả? Vậy là Pháp Nguồn Lào Cai đoạt giải quán quân tiếp ha. Rồi xa thử, xa thử. Pháp Nguồn Lào Cai đoạt giải quán quân ha. Rồi, nhưng mà phải nói là Châu Nguyễn đấu trúng câu sau này là được giải, coi như là giải danh dự đó nha, giải danh dự chứ không phải giải là khó đó. Rồi Châu Nguyễn cũng được luôn, được giải danh dự luôn. Rồi xa thử ha. Giỏi quá ha. Áo quần. Rồi 3:50 rồi. Rồi học thêm chút xíu nữa rồi chúng ta nghỉ ha. Học thêm chút đi. Này cũng nghe hơi mệt, tôi học chút xíu thôi. Thì là học tới đâu rồi? Xong ha, hai quyền luôn ha. Hai quyền. Và bây giờ mình tới bài mới là rồi. Bài mới là có gửi là mới rồi phải không? Có gửi là mới rồi nha. Rồi, bài mới là chính lực số 5, chính lực. Đúng rồi, chính lực. Mà qua ba là ní là chính lực. Rồi cho mình biết là chính lực này có phân được làm hai nhóm. Nhóm A là tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực và tuệ lực. Nó là năm lực, tính, tấn, niệm, lợi ha. Đó là năm lực là nhóm thứ nhất. Rồi nhóm B là tam lực, quý lực, vô tàm lực, vô quý lực. À, nhóm B là có 4 lực nữa, là tổng cộng mình có 9 lực. À, thì như vậy 9 lực là chúng ta phân làm hai nhóm. Nhóm đầu là tính, tấn, định, tuệ. Nhóm 2 là tàm, quý, vô tàm, quý. Đó là hai cái được gọi là 9 lực ha.
Rồi giờ chúng ta sẽ đi vô nhóm A, tính lực sắp tha ba lần, chính tính lực. Một là tính lực sắp tha ba lần. Rồi cái chữ ba lá được dịch là lực hay là sức mạnh, thì nó gọi là ba lá, lực là sức mạnh. Ví dụ như mình có được một sức mạnh gì đó thì được gọi là ba lá, là sức mạnh. Rồi sắp tha là tính, ở đây là niềm tin, sắp tha là niềm tin, một cái niềm tin về một cái nơi nào đó tốt đẹp thì được gọi là sắp tha, là niềm tin ha, là tính. Thì sắp tha ba lăng là sức mạnh của niềm tin, là tính lực, là sức mạnh của niềm tin. Rồi tính lực thì ta cho anh biết là nó là niềm tin nơi tam bảo có sức mạnh không bị dao động. Thì khi nào mà mình có được cái niềm tin mà không bị dao động, không bị lung lay, không bị được, thì lúc đó chúng ta có được cái tính lực. Ví dụ mình tin tưởng nơi Phật, nơi Pháp, nơi Tăng mà một, có một cái sức mạnh mà không ai có thể mà đánh đổ ngã được cái niềm tin hết, thì lúc đó chúng ta đã có được một cái tính lực, tức là chúng ta có một cái nội lực về niềm tin. Đó là niềm tin về tam bảo. Như vậy thì cái tính lực này nó phải là thiện chứ nó không thể là bất thiện nữa quý vị. Vì tính lực là niềm tin, là tâm sở tính. Tâm sở tính thì trong những cái tâm sở tịnh hảo biến hành, thì tính lực này phải là niềm tin một cách chân chánh, niềm tin đúng pháp, niềm tin nằm trong thuộc thiện pháp và tin tưởng nơi đấng tối cao của mình, đấng tam bảo là Phật, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Và niềm tin này có một cái sức mạnh, một cái lực rất là mạnh và khó bị dao động bởi những cái tà pháp khác, thì như vậy mới được gọi là tính lực. Rồi đó là cho chúng ta biết là cái ý nghĩa của cái tính lực là như thế nào ha. Còn mình những cái mà chúng ta tin một cách mù quáng bên kia đó thì không có xếp vô đây được ha. Nó thuộc về tà tính ha, nó không phải là thiện pháp. Rồi nói riêng về ba lá là sức mạnh, là bây giờ mình có chữ ba lá đó, thì nó cho mình biết là về sức mạnh đó, thì nó cho biết có những cái đặc thù riêng về cái sức mạnh này. Năm sức mạnh của vị vua, tức là nói về một ông vua có cái sức mạnh như thế nào, gọi là năm sức mạnh của vị vua. Thứ nhất là thân lực tráng kiện, tức là ông vua có một cái sức mạnh về thân, sức khỏe tốt đẹp tráng kiện ha. Đó là sức mạnh của vị vua, là thân lực tráng kiện. Thứ hai là nhiều tài sản, ông vua phải là người nhiều tài sản, giàu có, kho vàng kho bạc đủ thứ ha, nhiều tài sản. Thứ ba sức mạnh hiền thần, tức là có những bậc hiền thần phò, thì đó là sức mạnh hiền thần. Thứ tư là dòng dõi cao quý, tức là phải có dòng dõi quý tộc, dòng dõi vua chúa hoặc là dòng dõi cao quý. Và thứ năm là có trí tuệ, ông vua phải có trí tuệ mới là một vua có sức mạnh. Thì trong trường hợp này nếu có đủ năm cái này thì quá tốt mà ông vua có đầy đủ, nhưng mà trường hợp thiếu thì sao, thì ông vua bệnh hoạn thì thiếu một cái sức mạnh này. Ông vua bệnh hoạn thì ông vua không có cái sức mạnh về thân lực. Ông vua nhiều tài sản thì ông vua nào cũng có tài sản nhiều ha, là giàu sang là đương nhiên là phải có và nhiều tài sản. Rồi sức mạnh về hiền thần, sức mạnh nếu mà có được những bậc hiền thần, những bậc hiền tài mà phò ổng, thì lúc đó ổng một vua giống như là chấp cánh ha, có được cái tay phải tay trái tay phải mạnh ha. Thì đó là sức mạnh của bậc hiền thần đối với một vua có được cái sức mạnh đó. Rồi dòng dõi cao quý thì cái này là có, ông vua nào cũng có cái dòng tộc cao quý ha. Thì đó là cái sức mạnh của ông vua. Rồi cái quan trọng nhất là có trí tuệ. Này, chúng ta coi phim Tàu, coi mấy cái phim mà về vua chúa, ít có vị vua nào có trí tuệ đó nha mình. Vua thường thường hôn quân, rồi vua tham tàn, vua đủ thứ chuyện ha. Mà bậc vua mà chánh vị vương, chánh vua đó là vua mà chân chánh, hoặc vua mà có trí tuệ ha, vua thông minh trí tuệ xử lý theo đúng pháp này, thì như vậy mới có được cái sức mạnh của trí tuệ. Thì như vậy năm sức mạnh của vị vua, nếu mà người vua nào mà không có đủ cái này thì quá dữ ha, nhưng mà thường thường nó khó, không phải dễ, khó mà có đủ lắm. Thứ nhất là về cái trí tuệ là thấy hơi khó rồi, ông vua có trí tuệ thông thái là cũng hiếm lắm.
Bởi vì ông vua được phục vụ sung sướng quá là cũng khí tại nó cũng bị lục lục đấy ha. Rồi thân lực tráng kiện thì cũng nhiều, ông vua cũng già bệnh hoặc là yếu ốm yếu bệnh hoạn thì cũng thiếu cái đó ha. Vì vậy đây là nó nói chung hết là năm sức mạnh của vị vua, và thân lực tráng kiện, nhiều tài sản, sức mạnh hiền thần, dòng dõi cao quý và có trí tuệ. Và cái sức mạnh cao nhất là sức mạnh về trí tuệ, có một cái trí tuệ tốt đẹp ha. Rồi năm sức mạnh của nữ nhân là nói nữ nha, người nữ có sức mạnh kinh khiếp lắm nha quý vị. Chánh tâm với lại gì đó văn nhật hạ cái trần nha, sức mạnh nữ nhân ghê lắm đó. Đừng giỡn nha. Năm sức mạnh nữ nhân ha. Thứ nhất là có sắc đẹp là sức mạnh. Nữ nhân có sắc đẹp là sức mạnh. Đó, đây là cái sức mạnh kinh khiếp không? Để người nữ nào có sắc đẹp mà nhan sắc mặn mà hấp dẫn mê ly ha, là bao nhiêu chàng trai là điêu đứng chết lên chết xuống, bán nhà bán cửa đi theo hết, chỉ vì cái sắc bên ngoài thôi. Cho nên cái sắc đẹp đó nó có một cái lực gọi như là sắc đẹp có sức mạnh, nó làm cho tan nhà nát cửa hết. Sắc đẹp của nữ nhân nguy hiểm lắm nha quý vị, mấy ông cẩn thận nha. Có tài sản là sức mạnh. Cái này cũng rất là mạnh ha. Có tài sản là sức mạnh, người nữ mà đã vừa đẹp rồi còn vừa giàu sang nữa thì thôi cỡ gì dân Nhật Hạ là chuyện nhỏ ha. Tài sản là sức mạnh ha. Rồi thông minh lanh lợi thông minh lanh lợi là sức mạnh. Người nữ mà thông minh lanh lợi, người ta nói là người đàn ông mà thành công là đứng sau lưng có một người vợ, có người đàn bà thông minh, người đàn bà lanh lợi thông minh, chứ người đàn bà cô lần thì đàn ông cũng tiêu luôn. Là thông minh lanh lợi là có sức mạnh ha. Rồi có giới hạnh là sức mạnh. Cái này là quan trọng ha. Người đàn bà có được cái giới hạnh tốt đẹp, công dung ngôn hạnh này kia mà có sức mạnh, là có giới hạnh là sức mạnh. Là cái sức mạnh này là rất là khó có nha. Sức mạnh và giới hạnh đó, tức là có một cái đức độ cao cả là nghe là rất hiếm nha. Cho nên nó là sức mạnh của một người nữ nhân mà có giới hạnh. Rồi có con là sức mạnh. Người nữ mà có con là sức mạnh. Bởi vì người nữ mà không có con đó, thì coi như là giống như là bị mất đi cái năng lực để mà gìn giữ chồng, gìn giữ vợ, ấy gìn giữ chồng này kia nọ, mà bị mẹ chồng rồi cũng gia đình chồng nó không thích, bởi vì người vợ mà không có con, đàn bà mà không có con mà mất đi cái năng lực rồi ha. Cho nên người nữ mà có đủ năm sức mạnh này thì thôi là mệt nghỉ ha. Nhưng mà quan trọng nhất là có giới hạnh, trong đây là nhấn mạnh là có giới hạnh. Châu có đủ hết nè. Quá dữ. Rồi đó là ta nói về năm sức mạnh của nữ nhân ha. Cái sắc đẹp là một sức mạnh. Không sao. Tài sản cũng là sức mạnh. Thông minh là lợi cũng là sức mạnh. Giới hạnh là sức mạnh. Con cái là sức mạnh. Đó là năm sắc đẹp của nữ nhân. Người nào mà có được người vợ như vậy là cũng cũng mệt mỏi nè, cũng cẩn thận ghê lắm. Gian người hạ như cũng có vợ cũng ngon lạnh ha, tốt đẹp đầy đủ năm cái đâu có thiếu nào ha, quá tốt rồi. Rồi tiếp đến là tám loại sức mạnh. Tám loại sức mạnh. Thứ nhất là sức mạnh của trẻ thơ. Sức mạnh của trẻ thơ là tiếng khóc. Nít mà khóc lên cái thì thôi ông bà cha mẹ gì quýnh lên hết ha. Đó là sức mạnh của trẻ thơ là tiếng khóc. Sức mạnh của nữ nhân là hờn giỏi. Đó là sức mạnh của nữ nhân là hờn giỏi. Khi mà nữ nhân mà giận rồi là mệt đó nha. Quý vị mệt mỏi nè, sức mạnh của nữ nhân là hờn giỏi nha.
khóc lóc này, giận dỗi này ha, là năn nỉ nó chết luôn ha. Này chắc mấy ông là biết hết rồi ha. Rồi sức mạnh của kẻ cướp là vũ khí. Kẻ cướp thì sức mạnh nó đương nhiên nó phải có vũ khí nó mới đi cướp ha. Và vũ khí chính là sức mạnh của kẻ cướp. Sức mạnh của vua chúa là uy quyền. Ông vua là cho ông có sức mạnh uy quyền. Mua quà cho hết giận ha, còn lâu rồi, tại vì sức mạnh của vua chúa là uy quyền. Ông vua có cái sức mạnh là uy quyền, ông hét ra lửa ha. Sức mạnh của kẻ ngu là áp đảo. Sức mạnh của kẻ ngu là áp đảo. Rồi kẻ ngu nó không có biết dùng trí để nó xử lý vấn đề, mà nó chỉ biết áp đảo, tấn công người ta, dùng sức mạnh để nó tấn công người khác. Kẻ ngu hay là áp đảo là cái sức mạnh của nó. Sức mạnh của bậc hiền trí là cảm hóa. Đây là sức mạnh độc đáo ha. Bậc mà tốt đẹp, bậc hiền trí là ta không có dùng sự áp đảo, mà ta dùng trí tuệ ta cảm hóa người đó, chuyển hóa người đó từ ác sang thiện ha. Đó là sức mạnh của bậc hiền trí. Sức mạnh của bậc nghe nhiều là thẩm sát. Tức là sức mạnh của bậc nghe nhiều là những vị nào có sự nghe nhiều học rộng ha, có là có sự thẩm sát, dùng trí tuệ suy xét pháp thì đó là có được một sức mạnh lực về về cái sự hiểu biết ha. Đó là sức mạnh của bậc nghe nhiều. Sức mạnh của sa môn bà la môn là nhẫn nại. Đó là sức mạnh của những vị làm pháp nhẫn nại. Thiếu pháp nhẫn nại này, thẩm sát là suy xét á, dùng trí tuệ quán xét đó. Sức mạnh của bà la môn, sa môn bà la môn, những ý nói là những người mà những vị tu tập này mà thiếu cái pháp nhẫn nại này là không thể nào tu được không. Phải có cái pháp nhẫn nại, và pháp nhẫn nại chính là cái sức mạnh để mà đem đến sự hóa độ chúng sanh ha. Cho nên sức mạnh sa môn bà la môn là nhẫn nại. Rồi chi pháp là tâm sở tính. Cho mình biết là đây, chi pháp chính là tâm sở tính. Tâm sở tính nằm trong tâm sở tịnh hảo biến hành, đúng không quý vị? Đúng không? Đó, tâm sở tính là thuộc về tịnh hảo biến hành. Đó là chi pháp thứ nhất, là chúng ta học về tính lực, tức là sức mạnh của niềm tin, sức mạnh của cái sự tin 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 tưởng. Rồi số 2 là tấn lực, viriya ba lần, tấn lực. Là sức mạnh không thể bị dao động trước sự biến nhát. Sức mạnh là về tấn lực, nó có sức mạnh không thể bị dao động trước sự biến nhát. Tức là những cái sự mà lười biến, nhớt thay phát sanh lên. Thì nếu một người có tấn lực thì cái sự biến nhát này không có ăn thua gì sao, mà đánh gục ngã luôn. Hoặc là gần những kẻ biến nhát, người mà có tấn lực thì không không ảnh hưởng nhiều, ảnh hưởng về này ha. Thì cho nên người có tấn lực tức là người có sức mạnh và không thể bị dao động bởi trước cái sự biến nhát, luôn mạnh mẽ nỗ lực trong các thiện pháp như tứ chánh cần. Tức là người có tấn lực là người luôn luôn có một cái sự nỗ lực mạnh mẽ, một cái sự mà tinh cần tinh tấn mạnh trong các thiện pháp. Đó là tứ chánh cần, là nỗ lực tinh cần trong thiện pháp nha, chứ không phải là trong ác ác bất thiện nha. Bởi vì tinh tấn cũng có nằm trong tâm bất thiện ha. Cho nên đây là phải nói là trong thiện pháp như là tứ chánh cần, là bốn pháp tinh cần một cách chân chánh ha. Thứ nhất là thận cần. Thận cần. Cẩn thận, tích cực cẩn